chị và các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hải. Hôm nay thì Hải đang có mặt tại khu đô thị Vạn Phúc City, và địa chỉ cụ thể là ở quốc lộ 13, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức. Thì hôm nay Hải mời tất cả mọi người mình cùng vào phía bên trong của khu đô thị này, mình cùng khám phá nhé. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà được Hải được vào tham quan tại khu đô thị Vạn Phúc City này. Mời tất cả mọi người cùng đi, cũng như là cập nhật xem tình hình ở trong này thế nào nhé. Hải thấy là rất là nhiều anh chị mình review ở trong này rất là đẹp, nên hôm nay Hải có việc tiện thể ghé qua chỗ này, nên mình quay và gửi tới cho mọi người mình cùng xem luôn. Ở đây thấy xa xa mọi người có thể nhìn thấy là những cái tòa nhà cao rất là đẹp và bắt mắt ở phía trước luôn. Mà không biết là bên trong này người ta có cho mình vào quay nữa không, hay có cả chốt bảo vệ. Thì hôm nay Hải đi dọc đường quốc lộ 13 này, thấy cô chú anh chị mình chuẩn bị đồ để chuẩn bị lên Sài Gòn là rất là nhiều, từ Bình Phước này rồi Đồng Nai rồi Bình Dương lên Sài Gòn ấy, đang đi đâu cũng thấy là anh chị cắp theo cái ba lô đồ đạc. Thì hứa hẹn là ngày mai Sài Gòn sẽ bước trở lại. Thì phía trước của mọi người là khu đô thị Vạn Phúc, còn rất là nhiều, nhưng mà có vẻ là cũng đang là trống, không nhiều nhà cho lắm. Mình cùng đi dạo bên này. Đây mọi người nhìn này, cái tòa nhà rất là đẹp và sang trọng luôn ấy. Nhìn cái này á, nếu mà hôm sau mà hoàn thành một cái nhà này ở hết á, thì kiểu nhìn giống như bên nước ngoài ấy. Rất là đẹp luôn, thiết kế cực kỳ sang trọng. Đây cũng là lần đầu tiên mà Hải được vào đây để xem và tham quan luôn đó. Vạn Phúc Music. Đây có cả hầm cho mình qua đường luôn này. Bây giờ mình sẽ đi dọc khu này, này cũng vậy luôn. Khu này nhìn nhìn còn sang trọng hơn bên Usala luôn á. Nhưng mà đang còn bỏ trống khá là nhiều. Thì rất mong là những năm gần tới đây thì kinh tế nó phát triển hơn, thì người dân sẽ đổ xô về đây mua ở đây nhiều hơn. Đấy, cả phía bên kia nữa luôn kìa, rộng cực kỳ luôn. Ở đây thì Hải thấy nó khá là yên tĩnh nhá, đứng đây ngắm được cả máy bay luôn này. Rộng lắm. Hải đứng đây quay cho mọi người xem một xíu đây này. Hôm nay thì thời tiết nó không được đẹp cho lắm, nếu mà nó đẹp nữa lên hình chỗ này thì cực kỳ là bắt mắt và đẹp luôn này. Để đứng lại cái góc này, ta sẽ quay một xíu chỗ này cho mọi người cùng xem. Khu này đúng là khu đáng sống đó, khá là yên tĩnh mà lại nhìn nó rất là sang trọng. Nhìn cái bầu trời này, thấy không? Đẹp cực kỳ luôn. Để Hải zoom lại gần cho mọi người xem nha. Đây, nhìn cái khu này này, phải gọi là đẹp dã man luôn. Cái khu này thì giá nó chắc cũng khá là mắc á, vì nhà thiết kế đẹp thế này cơ mà. Cứ từng lô phân thế này. Thì bây giờ mình cùng tiếp tục đi tiếp nhé. Đây vào bên trong, không khí mát lành luôn, không khí rất là dễ chịu, an ninh rất là tốt. Đây, chỗ này thiết kế đúng như là châu Âu luôn á. Đây có cả cái quảng trường đây này. Đây Hải nhớ nhập cái chỗ này là có cái nhạc nước á, những cái dịp lễ thì người ta sẽ bật nhạc nước đây cho mình cùng xem. Thì Hải đậu xe đây một xíu nhá, mình cùng đi review phía bên trên này. Chắc cái chỗ này không động được lâu đâu, mình tranh thủ động một xíu rồi review cho mọi người xem một xíu. Đây này, góc view này ngắm được cả máy bay luôn. Cứ 5 phút là có chuyến, 5 phút là có cái. Đây, góc view cực kỳ đẹp.
cô chú anh chị mình nếu mà về nước thì có thời gian tranh thủ ghé qua đây vui chơi. Mình xem có điều kiện thì mua căn đấy cũng được. Đây, đây có mấy chị đang đứng check in chụp hình. Khu này không ai lấy đâu chị. Ở đây bảo vệ tốt lắm. Đây mà, cái chỗ này nó đang dựng lên, phía bên kia kìa, đang dựng lên một số căn mà hãy thấy có cả đường hoa luôn á, đẹp lắm. Để mình cùng đi đây, mình quay một xíu đây, nhìn sang trọng không ạ? Cái này là hãy đi nó, hôm nay thời tiết nó không đẹp á, nếu mà đi trời nắng còn đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Khu này đúng là khu đáng sống luôn á. Thì ở trên Sài Gòn thì cũng chưa thấy có khu nào mà nó đẹp giống như kiểu này mà thiết kế giống như kiểu châu Âu luôn á. Đấy, cái khu này thì thường thường những ngày lễ nó hay mở nhạc nước ấy mọi người, phía xa xa kia kìa là chuyên mở nhạc nước ấy. Đẹp lắm. Đấy, cứ 5 phút là có một chị máy bay bay qua này. Bây giờ tới đến chiếc Vietjet Vietnam Airlines chứ, anh xa xa kia có chiếc Vietnam Airlines. Thì mình về nếu mà mọi người không ghé qua đây mà tham quan cái chỗ này một lần chắc là tiếc lắm. Đúng là đây là lần đầu tiên mà ra này chơi mà có vẻ là hơi hơi muộn. Hãy thấy ở đâu đây còn có cái vườn hoa hướng dương á, cho mình vào check in chụp hình thoải mái luôn, không mất phí á. Đấy, phía trước mọi người, chiếc Bamboo. Chỗ này ngắm máy bay cũng đã luôn đấy, không phải là. Thì bây giờ hãy sẽ đi một vòng cái chỗ này nha. Mình cùng tiếp tục đi. Thì clip ngày hôm nay chắc khá là dài. Thì hãy thấy khu này rất là đẹp. Nên sẽ cố gắng quay tất cả cho mọi người cùng xem. Chiều nay thì hãy sẽ lên sân bay Tân Sơn Nhất cũng như là cập nhận những cái tình hình mới về sân bay cho mọi người. Đấy, khu này được thiết kế nhìn rất là sang trọng luôn. Thôi để hai bật cam gần đi cho mọi người xem họ thiết kế từng cái họ tiết. Trong này có cái nhà vệ sinh luôn nhưng mà khu này có vẻ là chưa được hoàn thành nữa. Cũng mới có lắp sơ sơ thôi, cũng chưa có lắp máy lạnh. Đúng mà khu này mà không mua được, không có tiền mua khu này ở hơi đúng là hơi phí. Đẹp dã man. Này, nhìn đến cái cổng họ thiết kế cùng cái cửa họ thiết kế này. Nhìn đúng như cái kiểu nhưng mà bên Hy Lạp ạ. Bây giờ mình cùng lên xe và tiếp tục đi tiếp nha. Đấy. Mọi người, cô chú anh chị tới đây đông lắm. Nằm ngay ở quốc lộ 13 luôn mọi người, trên đoạn Hiệp Bình Chánh. Cái này mà thời tiết nó mà nắng lên một xíu nữa đi quay thì đúng rồi. Gửi tới mọi người xem cũng đã mắt luôn. Để lâu nay Hải cũng cố gắng để quay cho mọi người những cái hình ảnh sắc nét và mới nhất và độ phân giải tốt nhất để cho mọi người cùng trải nghiệm. Thì có mấy lần mình đi đường dùng GoPro thì GoPro của Hải nó hơi cũ, Go 7 nên nó không được nét cho lắm. Nhiều khi cũng không muốn úp lên đâu, nhưng mà thôi lỡ quay rồi thì cũng úp lên gửi tới mọi người cùng xem sơ sơ một xíu. Ê, được cái là hôm nay cũng đang ngày gần Tết này, cuối tuần, hôm nay ngày Chủ nhật nên cũng tranh thủ mới được ghé qua đây, mới được biết được cái chỗ này nó đẹp thế này.
Nếu mà clip này cô chú anh chị ủng hộ Hải nhiều thì Hải sẽ cố gắng ra nhiều cái clip ở khu vực dưới này nha, review tất cả những từng chi tiết cho mọi người. Ấy khu này mọi người mà ngắm máy bay cũng thấy đã rồi cơ, không cần về đến khu Gò Vấp đâu. Anh Hải tính toán là cứ 5 phút là sẽ có một chiếc máy bay được bay qua đây. Khu này rộng lắm, an ninh khá là tốt. Các cái đầu đường mình mang đồ ra thì phải kiểm tra giấy tờ hết đó. Cái này mà thấy mang có một cái mai qua thôi mà cũng phải làm thủ tục giấy tờ mới cho ra đó mọi người, để mọi người hiểu là an ninh tốt như thế nào. Đây là cái khu công viên này. Đây là cái này họ làm chưa xong nha, chưa hoàn toàn là xong nữa. Nếu mà xong khu sala ăn đứt khu sala luôn đó. Đây đang dở đây. Mình vào con đường Đinh Thị Thi giao nhau với con đường 18. Đây họ thiết kế luôn cái đường hoa luôn, cũng như là cái vườn hoa hướng dương này. Có vẻ là bây giờ thì nó cũng đã tàn đi rất là nhiều rồi. Dịp trước Tết đó. Đây là cái điểm thu hút và check in rất là đẹp ở đây. Ở đây nói chuyện bây giờ chỉ còn có một đoạn này thôi á. Sẽ cố gắng quay cho mọi người xem. Cái chỗ này thì mình sẽ quay góc nhỏ đó. Đây là cái vườn hoa này. Ở trên Sài Gòn thì họ bỏ hết rồi. Dẹp sạch sẽ, nhưng mà dưới chỗ Vạn Phúc này họ làm rất là để rất là lâu luôn. Cho mình có thời gian để tham quan và chụp hình. Bên này thì cũng đang xây những cái căn nhà biệt thự triệu đô. Hoa hướng dương thì giờ này đã thành nhà nó hết rồi á. Cái nếu mà trước Tết ở tới đây là cái điểm check in thu hút được khá là lượng khách rất là đông. Được cái còn miễn phí vé vào nữa chứ. Họ cũng là một cái hình thức marketing để bán nhà thôi, nhưng mà rất là hoành tráng luôn. Bây giờ sẽ đi dọc cái này. Cái đoạn này nó chỉ có một xíu thôi mọi người, nhưng mà thu hút rất là đông. Đây là có hoa đào này, bông đào này, bông mai, bông cúc này, và điểm check in này, lồng đèn này. Đây có nhà rơm luôn này. Đây thôi thì hãy mở cam rộng cho mọi người xem nha. Đấy, cam rộng này nó xem nó đẹp hơn. Trong này thì đầy đủ khu phức hợp luôn, từ trường học cho đến trung tâm mua sắm. Phía bên kia là khu vui chơi của trẻ em đấy, mọi người nhìn thấy không? Xa xa này này. Đấy, khu này là dành cho vui chơi cho trẻ em này. Nhìn nó đã thật. Đúng rồi, nhìn. Rồi có cà phê cho cả phụ huynh nữa. Đây, quán cà phê ngay đây. Đôi khi trên Sài Gòn nếu các cái quận trung tâm cũng không có cái chỗ vui chơi thế này đâu. Để lát này Hải xem có sang bên kia quay cho mọi người xem nha. Nhìn đã. Thế bây giờ mình cũng đi lại với cái đường hoa này một xíu. Thì giờ này tầm trưa đấy, tầm này khoảng 11:33 là ít người.
Đây mọi người đứng góc này, máy bay bay qua liên tục. View chụp hình cực kỳ sống ảo, cực kỳ đẹp. Thì mình cùng đi ra phía bên ngoài này một xíu nha. Nhìn này, không viên rất là thoáng đãng luôn, không khí thì trong lành, an ninh thì tốt. Đấy, nhìn cái khu này chắc hôm sau là cái công viên cho mọi người đi vui chơi cũng như là chiêm ngưỡng nhạc nước ở đây. Nhìn đúng là view đúng không? Hai mới công nhận là chưa có chỗ nào mà đi qua mà thấy có cái view đẹp như chỗ này luôn. Mình chắc là cũng đi lại ít. À, khu quận 7 thì trượt xuống nên không biết nó như thế nào nữa. Cái này còn đẹp hơn rất là nhiều ở khu Lam Mắt luôn.
còn rất là nhiều căn nhà đang cho thuê kìa. Trước mọi người thấy đang cho thuê mặt bằng, hai cái căn khá là lớn và đẹp. Điểm check in nhìn là đã mắt cực kỳ. Đứng này được nhìn thấy cái tòa nhà Bitexco luôn. Khu này nó đã vẫn đang xây dựng, vẫn chưa được hoàn thành. Đây có quán cà phê, lúc cà phê rất thật đẹp, trang trí cực kỳ bắt mắt. Đấy, mình cũng đi xuống phía bên dưới này nhá. Cái điểm này đúng là cái điểm đi quên lối về luôn. Thấy trong bụng phải đang đói đói, nhưng mà thấy cái cảnh đẹp thì mê không có ra luôn. Này mà cho các cái chủ tịch mà vào chụp hình check in sống ảo thì thôi không còn gì bằng. Đây, mọi người nhìn xem cái căn nhà mà nhìn nó gọi là nó đá gì không mà. Bên này là sông, xả một khúc sông ở trong Sài Gòn nữa đấy. Ôi trời ơi, nhà này làm thì nó cái này chỉ cho các cái chủ tịch ở thôi đấy, cũng như là Việt Kiều về thì chắc mua những cái căn nhà này nó cũng khá là khó khăn đấy. Choáng ngợp với khu nhà giàu. Đấy, view này. Đúng là lần đầu tiên được vào đây được mở mang cái tầm mắt luôn. Mình cứ đi quanh quanh cái mấy quận trung tâm nhìn nó khi nó cũng cũng được hạn hẹp rất là nhiều. Ra đây thì bên này đang rất là nhiều căn biệt thự đang được xây lên này, đang dựng dự án lên. Kiểu nhà này thì biết bao giờ cho nó lỗ thời.
lượn vào cái phía bên trong này, ngắm những cái tòa nhà. Đây vệ sinh vệ siếc là đầy đủ. Đây có căn nhà đây cho thuê mặt bằng đập anh Quy. Có cái bãi đậu xe luôn, nhìn nó gọi là cà phê như nào. Bãi đậu xe thì có cả mái tôn chắn trước đầy đủ mọi người, tận nơi. Mà giờ đi vào đây là không biết đường về luôn đấy. Bây giờ Hải cũng đi đường này rồi, sau đấy mình kiếm cái đường nào đi ra đi về nhá. Tôi quên cái lối về rồi. Bên này đang xây dựng, cái này là cái trường học quốc tế luôn á. À, cái này bên này là bệnh viện Vạn Phúc. Đây thì nó còn rất nhiều căn nhà trống. Còn đây là trường, đây là trường học, đây mới là trường học. Nhà thì đẹp như vậy nhưng mà đang còn rất nhiều căn cho thuê mặt bằng. Cái này nó họ thiết kế nó rộng quá, lớn lắm, nên nhiều khi nhà người ta ở không hết để cho thuê một số căn phía dưới người ta ở trên. Thì bây giờ mình cùng đi ra nha. Mình vào một đường và ra một đường. Đó là ta kia thì cũng ra về đến quốc lộ 13 thôi. Đi một đường và nó về một đường. Đẹp cực kỳ luôn. Bây giờ mình cùng về Sài Gòn nhé, về quận trung tâm của Sài Gòn. Đây, giờ này cũng khá là muộn mọi người, giờ này là 12 giờ trưa rồi. Không khí đường xá thì giờ cũng vắng hơn so với lúc sáng. Thank you.
Thế Hải xin phép được dừng clip ở đây nhá. Cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi đến cuối video. Thì cũng như thường lệ thì mọi người yêu quý Hải có thể cho Hải xin một like, một đăng ký và ấn chuông thông báo để cập nhật những video mới của kênh nhá. Chúc tất cả mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thân ái hẹn gặp lại tất cả mọi người rất là nhiều.